Rõ ràng là tôi vừa mới rơi thôi mà. Trông tôi ăn mặc sang trọng như này, bà phải đi nhặt mấy đồng tiền lẻ của bà rơi à? Thì lấy cái gì ra chứng minh đấy là số tiền của bà? Chắc chắn mùi thối đấy phát ra từ người cô. Chối đi. Nhưng mà ai ngờ cái nhân cách đạo đức của cô em ấy, nó thối hoắc ra. Còn để tao bắt gặp được một lần nữa ấy, tao bẻ tay mày đấy. Cô gì ơi, cô cho tôi hỏi, cô có nhìn thấy tiền của tôi rơi không ạ? Không thấy. Rõ ràng là tôi vừa mới rơi thôi mà. Cô có nhặt được thì cho tôi xin lại. Này, trông tôi ăn mặc sang trọng như này mà phải đi nhặt mấy đồng tiền lẻ của bà rơi à hả? Không có. Ý của tôi là đấy là số tiền viện phí của chồng tôi. Tôi dành dụm mãi mới được. Nếu mà cô có nhặt được, cô làm ơn làm phước, cô cho tôi xin lại. Đã bảo là không nhặt được rồi, điếc cả mà không nghe đấy. Mà nếu có nhặt được ấy, thì lấy cái gì ra chứng minh đấy là số tiền của bà? Rõ ràng là trước khi qua đây, tôi kiểm tra vẫn còn mà. Tiền của tôi biết chứ. Này bà kia, trông tôi không có ngu để mấy cái loại như bà đi lừa gạt đâu nhá. Mấy cái chiêu trò ăn cắp la làng như bà ấy, tôi chả lạ gì đâu. Tránh ra. Mình. Đang đâu tự nhiên lại được một mớ hời. Em rơi tiền. Em bị điên à? Cái kia. Bớt điên hộ. Ê, từ từ. Nóng này. Của em cho anh hỏi cái, nhặt được tiền của người khác ấy, so với cái việc trộm cắp nó có khác nhau mấy nhỉ? Này, ăn nói linh tinh kiểu gì đấy? Mùi gì thối đấy nhỉ? Làm gì có mùi gì? Chắc chắn mùi thối đấy phát ra từ người cô. Chắc chắn. Này, ăn nói cho cẩn thận đi nhá. Cô không ngửi đấy à? Cô biết vì sao cô không ngửi đấy không? Bởi vì cái mùi thối này nó bốc ra từ nhân cách của cô đấy. Này anh kia, tao không hề có quen biết mày nhá. Gây sự cái gì? Đưa số tiền vừa nhặt này. Tiền nào? Ồ. Ồ. Chối đi. Chối đưa đi. Đưa đi. Nhìn trông tươm tất sạch sẽ đấy, xinh xắn đấy. Nhưng mà ai ngờ cái nhân cách đạo đức của cô em ấy, nó thối hoắc ra. Nhìn thấy người nghèo không giúp thì thôi, còn bày đặt dở dăm ba cái trò đồi bại à? Anh ơi, em xin lỗi ạ, từ sau em cũng không như thế nữa. Mày đừng tưởng mày là đàn bà con gái mà tao không dám đánh nhá. Còn để tao bắt gặp được một lần nữa ấy, tao bẻ tay mày đấy. Cút! Đây là tiền của tôi mà. Chị đếm xem có đủ không ạ? Đủ rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà em có nghe chị nói anh ở nhà bệnh nặng cần tiền viện phí, đúng không ạ?
chị nhận lấy, em biếu chị. Cậu đừng làm như thế, tôi không nhận được đâu. Chị nhận lấy đi ạ, đây là tấm lòng của em. Cảm ơn cậu.